QI10 năm nay tôi thấy là cái design đã quay về traditional nhiều hơn, nhưng mà cũng có một cái vẻ hiện đại trong đấy. Thì lúc chúng ta nhìn từ phía dưới thì nhìn có vẻ giống như là một chiếc xe thể thao, nhưng mà nhìn từ phía trên xuống thì vị trí đặt gậy thì cái gậy nhìn rất là traditional, rất là đẹp. Cảm giác đánh thì nói chung là nhờ cái mặt carbon thì cái cảm giác đánh nó sẽ êm hơn và cái tiếng kêu không có bị quá lớn. Thì đấy là cái điều mà rất thích.